Xin chào các bạn, như chúng ta đã biết, trong làng giải trí hiện nay không ít những sao nam sở hữu ngoại hình cực kỳ điển trai. Nhưng đâu là những tên tuổi lọt vào bảng xếp hạng sao nam đẹp nhất showbiz khiến người hâm mộ trở nên hào hứng khi nhắc tới. Hãy cùng Top khám phá điểm qua 10 gương mặt vừa đẹp trai lại tài năng các bạn nhé. Sơn Tùng MTP. Anh tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Sinh năm 1994 tại thành phố Thái Bình. Sơn Tùng MTP lọt vào danh sách 100 Mỹ Nam có gương mặt đẹp nhất châu Á được xếp hạng 46/100. Với khuôn mặt được viền theo tỷ lệ vàng với các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo. Toát lên vẻ nam tính và hiện đại với vầng trán cao thanh tú, sống mũi cao thẳng. Đường nét khuôn mặt sắc nét và chiếc cằm gọn gàng tạo cho nam ca sĩ góc nghiêng chết người. Trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái và là nam thần, là hình tượng nuột nà của hầu hết giới trẻ Việt. Nu Phước Thịnh. Anh tên thật là Nguyễn Phước Thịnh. Sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với gương mặt đẹp, sáng sân khấu và giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, Nu Phước Thịnh đã chiếm được cảm tình của nhiều bạn trẻ và có một fan club cực kỳ hùng hậu. Theo thời gian, nhan sắc của nam ca sĩ ngày càng mặn mà và nam tính hơn rất nhiều. Năm 2016, trang Mixology, trang web xếp hạng sắc đẹp thế giới, đưa tin Nu Phước Thịnh lọt top những gương mặt nam gợi cảm nhất Việt Nam. Hay mới đây, trang TC Color vừa công bố nam ca sĩ Nu Phước Thịnh lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020. Ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng sinh năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với một vóc dáng chuẩn cùng gương mặt điển trai, trưởng thành và hấp dẫn kết hợp với phong cách lịch lãm, chàng ca sĩ điển trai đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình như một bạch mã hoàng tử. Và nếu gắn bó với sự nghiệp ca hát, ông Cao Thắng chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Không hề kém cạnh những cái tên đình đám hiện nay, ông Cao Thắng đang là nhà sản xuất âm nhạc kiêm huấn luyện viên, điều hành công ty giải trí 6SG với dàn nghệ sĩ trẻ hùng hậu. Ông Cao Thắng là chủ tịch đội Futsal chuyên nghiệp Tân Hiệp Hưng. Anh có trong tay tài sản cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc với ca sĩ Đông Nhi và cô công chúa Winnie. Isaac. Anh tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại thành phố Cần Thơ. Anh cao 1,72m, là một ca sĩ, diễn viên tài năng người Việt Nam. Vẻ ngoài nam tính, điển trai và cuốn hút. Năm 2018, Starmometer, một trang tin tức giải trí cực kỳ nổi tiếng và uy tín ở Philippines, bất ngờ đưa Isaac vào danh sách 100 sao nam đẹp trai nhất châu Á. Với thứ hạng 94/100, là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có tên trong bảng. Khiến nhiều người hâm mộ anh ngạc nhiên, thích thú và tự hào. Trước đó, anh từng lọt vào danh sách top 100 Mỹ Nam Việt Nam đẹp nhất năm 2016. Subin Hoàng Sơn. Anh tên thật là Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1992 tại thủ đô Hà Nội. Ngay từ khi mới ra mắt với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, Subin đã được đánh giá cao nhờ gương mặt điển trai. Với khuôn mặt vuông và đôi mắt sâu đầy nam tính, anh khiến nhiều cô gái phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới bước chân vào làng nhạc Việt. Ngoài phong thái nam tính, Subin còn có gu thời trang vô cùng lịch lãm. Đây cũng là điểm nhấn giúp Subin ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn. Trang phục của Subin vô cùng đắt đỏ và tinh tế, đã giúp Subin toát lên khí chất nam tính mỗi khi tham dự các sự kiện. Ngô Kiến Huy. Anh tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988 với biệt danh là Chàng Bắp. Nổi tiếng cùng thời với Đông Nhi, Nu Phước Thịnh cho đến ngày nay, Ngô Kiến Huy vẫn giữ vững vị trí của mình trong giới. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Ngô Kiến Huy còn được biết đến là nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng nhất hiện nay. Chàng Bắp khiến các fan nữ kinh ngạc không chỉ bởi tài năng đa đoan, mà còn bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười duyên không thua kém gì một thừa phát lại người Hàn Quốc. Ngô Kiến Huy sở hữu gương mặt nhỏ nhắn không góc chết, làn da trắng mịn và nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh đặc trưng, đã khiến biết bao fan girl của anh ấy phải siêu lòng. Song Luân. Anh tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai.
Anh không chỉ là một ca sĩ, anh còn là một người mẫu, một diễn viên. Với gương mặt góc cạnh nam tính và má lúm đồng tiền duyên dáng, nhan sắc của Song Luân được đánh giá là không thua kém các nam tài tử xứ Hàn. Cùng với vóc dáng rắn giỏi, phong thái chuẩn mực cuốn hút, Song Luân dần chiếm được cảm tình của khán giả và sở hữu lượng fan hùng hậu hơn. Kể từ khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Song Luân tiếp tục gặt hái được thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi nhận được lời mời tham gia trong nhiều bộ phim khác. Hiếu thứ hai. Anh tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng là một rapper tài năng, ngày càng được công chúng công nhận và yêu thích. Với ngoại hình sáng cùng khả năng rap của mình, Hiếu thứ hai có nhiều fan hâm mộ với các bài hit đình đám như Cua, Vệ tinh, Bật nhạc lên. Với chiều cao 1m77 cùng với gương mặt thanh tú và nam tính, nhiều fan girl đã vứt bỏ liêm sỉ và nhận vơ anh chàng làm chồng. Nếu nhắc đến những sao nam đẹp nhất showbiz thời điểm hiện tại, không thể nào bỏ qua cái tên Hiếu thứ hai của chàng rapper Gen Z này. Anh Tú The Voice. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1992 tại Thái Bình. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chất giọng trầm ấm, những bài hát của anh Tú được người hâm mộ yêu thích và cày view nhiệt tình. Anh Tú The Voice bước ra từ cuộc thi The Voice 2017 và giành vị trí Á quân khi theo đội của ca sĩ Đông Nhi. Cái tên anh Tú thực sự được nhiều người biết tới hơn nhờ hiệu ứng thành công của chương trình Rap Việt mùa 1 năm 2020 với vai trò ca sĩ hỗ trợ. Sau màn hỗ trợ cho Di Ducky với bài hát Đôi Mắt, anh Tú khiến nhiều người tò mò hơn nhờ vào giọng hát đầy cảm xúc của mình và làm rung động biết bao nhiêu fan girl. B. Trần. Anh tên thật là Trần Quốc Anh, sinh năm 1990 tại thủ đô Hà Nội. Với khuôn mặt điển trai, thân hình cao 1m81, gu ăn mặc phong cách Hàn Quốc, anh chàng nhanh chóng đốn tim biết bao thiếu nữ. Không chỉ dừng lại nổi tiếng vì khuôn mặt, B. Trần còn biết đến là diễn viên trẻ tuổi, người mẫu thời trang, MC. Với vẻ mặt lãng tử của mình, anh chàng thường được phân vào các vai diễn công tử, nhà giàu, si tình và luôn có ánh mắt ngưỡng mộ của hàng dài các cô gái. Trên đây là top 10 sao nam đẹp nhất showbiz Việt. Họ đã chứng minh được tài năng và vẻ đẹp của họ. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ có ích cho các bạn. Theo các bạn thì ai là người đẹp trai nhất Việt Nam ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé.